Vâng, trong cuộc cổ rất xin chào tất cả mọi người. Trên tay em đây là một chiếc đồng hồ Polis tổng thống của Nga, chiếc dòng đồng hồ mới. Đồng hồ với xe mặt là 40mm với tấm thân là vỏ mạ vàng. Đồng hồ là trong tình trạng là full box, hàng chưa qua sử dụng. Một chiếc đồng hồ tổng thống dáng tròn mà lộ tim khá là độc đáo. Các bạn nhìn thấy đó là một mặt số là mặt màu đen. Và các cọc giờ nổi số La Mã rất là đẹp. Kim vàng nóng, các cọc giờ số La Mã hoài cổ và góc này là tượng trưng, đó là biểu tượng quốc huy của Nga, chip đại bàng 2 đồng. Chiếc này thì kết hợp với dây da màu đen và bộ khóa bướm khá là độc lạ và lộ cả đáy các bác nhé, sẽ lộ cả cơ, lộ cả đáy luôn. Máy vàng, cỗ máy vàng chuyển động và nóng, lộ cả cơ. Đấy là thép trắng thôi nhé, 2 mặt 40, rất là lý tưởng. Các nào quan tâm sản phẩm đồng hồ Polis tổng thống của Nga thì liên hệ Facebook, Zalo, số điện thoại của em là 0969966612. Vâng, em xin dừng video đây ạ, cảm ơn tất cả mọi người xem video này.